Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Cụ ông được hỗ trợ 200 triệu đồng đã trả lợi ngân hàng và lấy sổ đỏ về. Trong đợt cứu trợ miền Trung lần 2 mới đây, vợ chồng Thủy Tiên, Công Vinh đã rút quỹ 200 triệu đồng để ủng hộ trực tiếp cho một người đàn ông có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Tĩnh. Hình ảnh cụ ông bật khóc khi cầm trên tay số tiền lớn khiến cư dân mạng không khỏi nghẹn ngào. Và hôm nay, cụ đã mang tất cả lên ngân hàng để trả nợ. Nợ đã trả thành công, sổ đỏ cũng được lấy về. Xuất hiện trên mạng xã hội chỉ một ngày sau khi được vợ chồng Công Vinh, Thủy Tiên thay mặt các mạnh thường quân trao số tiền 200 triệu đồng, cụ ông ở Hà Tĩnh đã nở nụ cười khoe tấm sổ đỏ trên tay. Theo chia sẻ của cụ ông với các đơn vị truyền thông thì cả đêm qua cụ thức trắng đợi ôm mấy cục tiền, đến khi trời sáng là tới thẳng ngân hàng, cả một đêm không ngủ, hôm nay đã trả nợ hết rồi. Cụ ông nghẹn ngào chia sẻ: "Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả bà con cả nước đã chung tay giúp đỡ mọi người, trong đó có cả gia đình tôi khi tôi rơi xuống vực sâu thẳm, nhưng nhờ có tất cả mọi người và vợ chồng cô chú Thủy Tiên đã kéo tôi nên mừng lắm." Cũng theo lời cụ ông, số tiền còn lại sẽ được dùng để ổn định cuộc sống sau mưa lũ. Cư dân mạng cũng cảm thấy ấm lòng, hình ảnh người đàn ông nghèo cầm cuốn sổ đỏ trên tay là nụ cười hạnh phúc vì giấc mơ trả nợ hết cuối cùng đã trở thành thực hiện hiện thực. Hôm qua chúng tôi còn nghẹn ngào bao nhiêu khi thấy giọt nước mắt lăn trên đôi má của người đàn ông nghèo ấy, thì hôm nay ai cũng cảm thấy ấm lòng vì nụ cười hạnh phúc. Cảm ơn mọi người thật nhiều, hình ảnh ấm áp quá. Hôm qua khóc nhưng hôm nay cụ đã cười rồi. Cụ đã trả nợ xong rồi, số tiền còn lại sẽ dành để ổn định cuộc sống. Khoảnh khắc rơi nước mắt khi cầm trên tay số tiền quá lớn và hình ảnh nở nụ cười vì nợ đã được trả của cụ ông nghèo hiện vẫn được chia sẻ trên mạng xã hội, cùng với vô vàn bình luận động viên chia sẻ và gửi lời cảm ơn tới các mạnh thường quân. Thế mới thấy tình người thật ấm áp biết bao. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.